Xin chào tất cả các bác, chào mừng các bác trở lại với kênh YouTube Hàng Nhật Quang Trường. Hôm nay sẽ giới thiệu đến tất cả các bác đó là chiếc lồi Panasonic cao tần áp suất đó. Thì trước này khi mà em nấu xong đây, em vừa nấu cơm xong thì nó đã chuyển về chế độ Ecolavi tiết kiệm điện nhé. Đèn này màu xanh phát sáng lên này. Chiếc này thì ngoại hình rất là đẹp đó, không có bị cấn móp méo ạ. Chiếc này thì sản xuất 2015 2015 các bác nhé, 2015 2015. Chiếc này là lồi 1 lít thì các bác có thể nấu cho gia đình từ tầm 3 đến 5 người ăn. Thì đây vừa nấu xong thì nó về chế độ ủ đây các bác nhé. Đó, cái đèn này nó sáng này. Chế độ ủ. Nếu các bác muốn kích hâm lại một lần nữa thì các bác ấn cái là xong. Đó. Thì nồi này rất nhiều chế độ nấu cao tần áp suất ạ. Đó, em thấy. Nay thì trước này em nấu cơm cháy các bác nhé, em nấu cơm cháy. Chiếc này có chế độ nấu cơm cháy. Đây em tắt đi này. Đó. Em để cũng khá là lâu rồi. Thì bây giờ em quay cho bác em nấu cơm cháy này. Các bác nhìn cháy chưa? Cháy vàng ruộm luôn, cực kỳ là ngon. Các bác thấy ạ? Lồi Panasonic nhé, có chế độ nấu cơm cháy. Các bác nhìn cháy vàng ngon, cực kỳ là tuyệt vời. Cái dòng này thì xoang rất là dày, xoang nó dạng kiểu xoang của pala xoài hay là san xoài các bạn. Đó, xoang của nó rất là dày. Cơm cháy cực kỳ là ngon. Đây. Bác nhìn một lớp cháy vàng này. Cao tần áp suất nhá. Chiếc này thì xoang rất là đẹp. Gioăng thì như mới. Đây, cao tần áp suất đây các bạn. Đó, gioăng như mới này. Bên trong cực kỳ là mới, rất là nóng. Cái sau đây em sẽ thử cơm nhé, xem là cái cháy của nó thế nào. Cháy của lồi Nhật thì nó là một lớp cháy mềm. Đó, một lớp cháy mềm các bạn. Nó không hề cứng đâu. Nó không hề cứng. Các bác nấu chế độ cháy thì sẽ có cháy nhé. Đây, em cho các bác xem này. Cháy ngon chưa ạ? Đó. Cơm rất là ráo, cơm và khô, không có hiện tượng bị ướt xung quanh. Đây các bác thấy nhá, không hề có hiện tượng ướt xung quanh. Và hạt cơm này, các bác sẽ thấy rằng cái hạt cơm của cái lồi cao tần áp suất hàng nội địa Nhật ấy, hay là lồi cao tần nói chung, thì cái hạt cơm nó không bị lở quá là to như những cái lồi mâm nhiệt bình thường. Đó, Việt Nam mình hay nấu ấy, thì hạt cơm này nó vẫn còn nguyên nhá, nhưng mà nó đã được nấu chín, là từ nõi chín ra, nên là hạt cơm rất là mềm. Các bạn ăn hạt cơm sẽ không cảm giác, nó sẽ không có bị quá là nát hạt cơm, mà nó cực kỳ là ngon. Em thấy rằng là cái cơm của Panasonic này trên mặt nó không hề bị khô. Khi các bác mở ra các bác sẽ cảm nhận nó là rất ít hơi. Đó, và cái nồi này nó không có phần lấy nước ra ngoài đâu. Tất cả nước nó sẽ được đưa lại theo viền gioăng xuống dưới này. À, sau đó là cái nước đấy toàn bộ là nước cơm các bác nhé. Nước cơm thì nó sẽ giữ lại toàn bộ các chất dinh dưỡng của cơm. Trước này thì cơm cháy tuyệt vời quá. Các bác thấy ạ, rất là ngon. Ví dụ các bác mà muốn ăn cháy nhiều ấy, các bác muốn cháy vàng hơn tí nữa, thì các bác hãy nhấn nút hâm này. Bắt đầu nồi sẽ nhấp nháy hoạt động. Nó sẽ kích hâm trong vòng khoảng tầm 8 phút. Đó, nếu các bác thích ăn cháy nhiều. Còn các bác thích ăn cháy vừa thì các bác chỉ cần khi nấu xong về chế độ hâm xong. Còn nếu mình thích ăn cháy nhiều hơn thì mình hãy ấn một lần hâm nữa nha các bác nhé. Còn về chi tiết các chế độ đây, thì cơm cháy như vừa rồi em nấu ở chế độ này. Đây phía cuối này các bác, chữ đang nhấp nháy trong màn hình này, đó là chế độ nấu cơm cháy. Còn cơm ngon thì các bác sẽ thấy rằng nó đóng khung ở phần bên trên này. Đó, trong một cái khung này. Phần này là phần tiết kiệm điện nhé. Đây, chữ đang nhấp nháy đây chính là tiết kiệm điện. Còn các bác mà muốn nấu cơm ngon thì các bác hãy nấu ở bên trong, phần bên trong này. Đó. Có 3 chế độ này. Rồi ok. Chiếc nồi này là nồi Panasonic nồi 1 lít. Chiếc này là màu đỏ nhé. Màu đỏ rất là đẹp. Đây có một cái viền chrome ở đây. Một cái viền nó chrome. Nhìn nó rất là đẹp các bạn. Cái mặt này rất là đẹp, không có hề bị, mặt trên là bằng nhựa ấy, không có bị hiện tượng bị vỡ chứ gì đâu. Đó,
Đó, vỏ súp. Bác nào mà ưng chiếc nồi Panasonic cao tần áp suất mà nấu cơm cháy ngon như thế này thì có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0987807038 và 0344586794. Em ở Kim Thành, Hải Dương nhé. Xin chào và cảm ơn tất cả các bạn.